kìa mấy đứa à, có đứa nào ra giúp mẹ mang quần áo vô hay không? Kìa Doraemon, lần này là tới lượt cậu mới đúng chứ. Nói nghe, ngày hôm qua ai mua bánh rán cho cậu ăn vậy? Đừng có quên nha. Thiệt Sunion. Nè, cho mình mượn cây dù của cậu nha. Cho mượn đi mà. Không được đâu, mình chỉ còn có một cây dù này thôi à. Nói cái gì, cậu cho Shizuka mượn được mà lại không cho mình mượn sao hả Nobita? À, cảm ơn. Cây dù tìm người. Nobita đang ở đâu vậy ta? Quay. Ừ. Hướng này chứ gì? Sau này, ông trời nổi giận đã biến sấm sét hóa thành một cái hồ lô để bắt hai con yêu quái kia giam vào trong đó. Đến nay đã được 9999 năm. Mau đi cứu ông về đi. Đừng dính thế, ta chỉ định sẽ đánh tan bọn yêu quái. Được lắm. Những lời lẽ của ngươi đúng là có lòng hiếu thảo. Ông của ngươi đang ở đây, mẹ ruột của ngươi cũng đang ở đây. Dạy mẹ đi. Thật là không biết xấu hổ. Tới giờ này mà vẫn chưa tấn công được hay sao? Ta sẽ lấy chút nước cho sư phụ giải khát. Đồ ngốc, để không thấy nước ở đây có gì u ám sao? Ta nghĩ nước này có vấn đề đó. Ngươi không nói thì sao ta biết được? Chiếc hài này của ta không phải dùng để mang, mà là dùng để đá người. Vậy ngươi dùng nó đá ta thử một cái xem. Được. Đưa thư cho ta. Đây là thư của một cô nương. Chuyện này, sư đệ à, xem ra ý chí đi Tây Thiên của đệ không đủ kiên định rồi. Không. Chết. Ăn đi. Bạn có thấy đi. Giờ dở tà linh và bảo vệ cho thế giới Nobel. Được, thành công rồi. Xuất phát. Xe tăng yêu của mình, chiếc xe tê đầu rùa này tốc độ rất nhanh, chắc không thua chiếc xe cà tàn của con thỏ kia đâu. Con rùa kia, xe rùa của mình thế nào rồi hả? Chiếc xe của ta.
sổ phòng đó đến cửa sổ phòng bên cạnh cách nhau 10 mét, hung thủ không thể nhảy qua được. Từ cửa sổ phòng bên cạnh có thể đi men theo thềm tường mái nhà tới ban công phòng của nạn nhân chỉ khoảng 2 mét. Với khoảng cách này thì không thành vấn đề rồi. Đúng là suy luận của con nít. Người đó là... là ai hả? Hả? Chính là ông hung thủ giết ngươi.